chân ai không bụi. Bầu rượu tiên thờ tôi xanh sang vua ban áo trắng tay vàng võ hài chân dần vai mang đi một mái chèo.
nước bạc long lanh động đình hồ, nước bạc long lanh xôn xao sóng nghiêng vô bên gành thì chẳng chẳng soi. Thank you.
điện thất bảo, có tổ đại dương tinh tiên chúc triển diệu, nhất tuần sơ nâng lên kính bầu các cô nâng mời, là mời giữa giấc mơ hoàng sơn. B
bến Vân Lai gặp hồi cùng người. Bao nhiêu hoan khiến ông bơ rũ sạch để cho đời. Ghế họ Trần của ông được phú quý vinh. Thank you.
ghế ơi, nhìn ông bố hôm nay ngừ đồng đẹp như trăng rằm tháng tám. Nét thì ngâm ghế họ Trần con càng ngắm lại càng xa. Sông bao nhiêu nước chứa chan, diều bao nhiêu chén lòng hòa chưa điều gì mà làm được ấp bơ hoàng say, thơ chi thơ để hoàng ngây ngất lòng lòng lòng. Hoàng bơ say say chi anh hùng say thương ông say đàn bái nhang. Khi say niệm chữ Di Đà, say trắng đình đôi, say hoa chàng hạc ông niệm từ bi A Di Đà Phật. Nếu có ai cầu Phật chứ Phật bất cầu ai. Cành thanh nhàn tùng cúc chúc chúc mai, Long Vân Khánh hồi ông giáng lai ngờ đồng đồng. Chức là mơ đồ cho ghế họ Trần được tấm thân, sau ông mơ đồ cho hỏi ách trầm luân ở trên đời. Ngồi bên khe suối nghe này cũng chành lòng nhớ tới bàn chị Loan. Tấm thơ đốt phủ hồn theo gió gửi khách tương như phượng hoàng. Thế sự cuộc cờ bày rồi nỡ xoa, nhân tình mong mỏi được hỡi ai tử sâm trà chưa tình nặng gánh
thương thường nợ nước nặng gánh hương đàn nợ nước đó trăm năm bia đá vẫn chưa mòn ngàn năm lưu dấu người anh kiệt cơn hải long lanh gợn sóng vàng nói hương kim cổ lòng phú quý vinh hoa ghế họ trần trần con đây xem như một giấc mộng vàng lóng lánh sang về chi tiền mà dòng ai lóng lánh sang về tiền dòng các cô tiền đưa rước ông bư về
diệt quang minh chứng đa diệt ngã tích ta phương xa kỳ phục hoàng tất tật thánh chúa tiên chân thương. Quỳ tiễn đi thanh gió diệu đào.
Chân con lại bãi thịnh cũng mười về ông mười về chứng đền chứng phù hoàng chứng tâm thành
muốn thua núi sông con bên vực mai đất Nam đàn xứ nghề vẫn còn ai ngồi ai câu ai
sâu ai thầm. Mà ai thương ai cảm ai nhớ ai mong. Ước ao vô được đền ông, họ Trần có hôm nay nhất tâm bắc về cho thỏa mong bao tháng. Hãy
những đôi bàn gió xuân đêm này. Ông ban cho thanh đồng về ông do ngân sang tiếng nước xanh ba miền cương nga xa xưa bình yên. Dù chậm chậm sáng vì thương thế hoàng nên con hoàng giáng lâm đàn tràng bờ tử này cầu mong đường tinh thỉnh phát tuyên quan hoàng người giáng lâm chứng cho thế ông thành tâm ban cho thanh đồng họ chợt lo tai những xuyên chi năm năm an bài tâm năm năm thành phúc của vận nay ông già đồng đồng như vầng hào quang tươi sáng tiếng ca cũng đã đón hoàng vui ngừng về chân chân gian Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vui mừng trần gian, ngàn đà hoa nở cua sắc nghi phố hương bay ngào ngạt người vẫn đỡ từ vẫn lệnh sai giá ngự trần gian ban lộc tài cho dân. Thời vô thành vinh mà đã tới